Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ. Sáng 12 tháng 8, tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Sinh năm 1976, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an. Cũng trong quyết định này, Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được điều động đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc vì được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận những thành tích mà Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và Đại tá Trần Văn Phúc đã đạt được trong thời gian qua, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng công bố quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông có trình độ tiến sĩ ngành an ninh và trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi xuất thân từ tiểu đoàn Tây Đô, đơn vị quân đội chủ lực của Cần Thơ vào năm 1993. Đến năm 1998, ông chuyển công tác sang ngành công an thành phố Cần Thơ. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ tại Công an huyện Phong Điền, năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Đến tháng 6 năm 2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, ông Đinh Văn Nơi đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 7 tháng 1 năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.